Hi, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vuzi ô tô. Lại là em Vuzi ô tô với những chiếc xe làng nhằm và khu khăm. Hôm nay thì em sẽ review cho các bác tổng hợp bãi xe bên nhà em. Vâng, một ngày khá là nắng nóng và phải review ngay tầm buổi sáng sớm này. Chứ thực sự thời tiết này thì camera cũng nóng, nhiều lúc cũng rất là bất tiện. Một chiếc xe đang được chăm chút bởi bác thợ lành anh nhà em. Đang ngày nào cũng rửa xe rất là đẹp, bóng lộn luôn các bác nhá. Nên là các bác yên tâm, xe thì bao giờ cũng sạch sẽ. Và khi giao cho các bác thì sẽ rất là ok. Bên em thì có địa chỉ tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Và các bác nào mà muốn tìm như mua những mẫu xe nào, bất kỳ loại xe nào, từ bán tải 7 chỗ, 5 chỗ, 4 chỗ thì cứ alo cho em qua số điện thoại 0869158926. Và bên nhà em thì có rất nhiều đầu xe và hôm nay thì em sẽ báo giá tổng hợp cho các bác. Lâu lâu rồi thì cứ báo cho một lần thôi. Vì các bạn là nói thật các bác là lượng xe quá là nhiều luôn nên là cũng không có thời gian để mà làm chi tiết tổng hợp xe liên tục được. Thì là em cứ một tuần em sẽ lên tổng hợp một lần. Thì các bác theo dõi thì các bác có thể là xem qua kênh của em Vũ Duy Ô Tô. Và các bác có thể là điện thoại đặt hàng. Vâng, bên em có rất nhiều xe, tha hồ cho các bác lựa chọn nhá. Vâng, những mẫu xe ở đây thì khá là nhiều luôn. Và như thường lệ thì em cứ bắt đầu từ dãy bán tải thôi. Vâng, nó theo thứ tự. Và các bác nào quan tâm, các bác cứ điện thoại xong rồi nhắn tin gửi hình ảnh xe nhá. Em sẽ gửi báo giá chi tiết cho các bác. Nói thật là nhà em xe thì nó rất nhiều nên là biển số nhiều lúc em không nhớ được hết. Thì các bác cũng thực sự là thông cảm. Đấy, xe nó rất là nhiều luôn, hơn 200 con tại bãi trong này và bãi ngoài kia các bác nhá. Vâng, và bây giờ thì em sẽ bắt đầu với một chiếc xe mới tinh tình tình mới về cửa hàng. Một chiếc Mazda BT50 đời 2013 nhập Thái máy dầu bản 3.2 hai cầu, số tự động các bác nhá. Một chiếc xe bản full kịch với nắp thùng nổi. Con này thì mang màu vàng cát, biển 23C03800. Và chiếc xe này đang bán là 448 triệu đồng. Đấy, xe đẹp và vừa về cửa hàng xong. Một chiếc Mazda BT50 đời 2016, máy dầu nhập Thái, bản 2.2, số tự động một cầu. Con này thì biển 15C24414 các bác nhá. Và em bán với cái giá là 475 triệu đồng. Đấy, đây là số tự động. Vâng. Rất là rẻ xong tầm giá luôn. Đấy. Một chiếc Ford Ranger bản XLS một cầu số tự động các bác nhá. Vâng, con này bản máy dầu 2.2 nhập Thái, biển 15C239228 và con này biển rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này đang bán với cái giá là 555 triệu đồng. Đấy, xe rất đẹp, có nắp thùng đằng sau các bác nhá. Vâng. Một chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2009 nhập khẩu nguyên chiếc, biển 23C04318. Vâng. Người ta bảo chè Thái gái Tuyên nữa các bác ạ. Vâng, xe cực kỳ đẹp luôn. Và xe này thì nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Thái Lan, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Xe cứng cáp. Và con này thì chính chủ của bác chủ vườn chè San Tuyết Hà Giang ấy ạ. Thế này là bác ấy đi con này rất là giữ gìn. Xe đẹp, cứng và giá thì 315 triệu đồng. Một chiếc Toyota Hilux mới về cửa hàng nhưng mà cũng đã bị xích mất hình rồi. Con này thì em đã tháo biển rút hồ sơ các bác nhá. Nên là tạm thời để đây thôi. Vâng. Một chiếc Mitsubishi Ranger đời 2009, máy xăng 2.4, số tự động, biển 16L0900. Con này là một chiếc xe số tự động giá rẻ, có 279 triệu đồng thôi ạ. Vâng, giá rất rẻ so với tầm giá luôn. Đăng kiểm thì bao cho các bác đăng kiểm một kỳ nữa nhá, nên là các bác yên tâm. Vâng, giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, đảm bảo bao cam kết không đâm đụng tai nạn ngập nước. Một chiếc Honda CR-V bản 2.0 số tự động, biển 16M999090. Con này thì biển rất là đẹp và xe thì cũng khá là đẹp luôn. Vâng, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022, đời 2009, nhập khẩu nguyên chiếc. Và con này số tự động giá là 379 triệu đồng. Một chiếc bán tải Ford Ranger bản XLS đời 2014, biển 14C10564. Đây là một chiếc xe bản một cầu số tự động các bác nhá. Vâng, máy dầu nhập khẩu Thái Lan. Và con này thì cũng bao cho các bác một kỳ đăng kiểm nữa. Xe đẹp và nói chung là không chê được câu nào. Đấy, các bác nhìn xe rất là cứng luôn nhá. 2014 mà giá là 445 triệu đồng. Một chiếc Ford Everest đời 2005, đăng ký năm 2006, biển 36A22044. Con này thì động cơ máy dầu 2.5 số sàn. Và con này thì thưa quý vị các bạn bán có chỉ 195 triệu đồng thôi.
Bác nào thích Ford Everest giá rẻ đấy, con này mua không mua thì để làm gì. Một chiếc Isuzu D-Max đời 2011, động cơ máy dầu 3.0 nhập Thái, số sàn. Đấy các bác nhá, vâng, số sàn, xe đẹp. Và con này mang biển số 29C15118. Và con này thì em đang bán với giá là 325 triệu đồng. Vâng, chỉ 325 triệu đồng chiếc xe này thôi các bác nhá. Một chiếc con này thì cũng có nắp thùng rồi nè. Và một chiếc Nissan Navara bản LE 2013 nhập Thái máy dầu. Vâng, con này là số sàn 2 cầu, cực kỳ đẹp luôn. Xe cứng, form khỏe khoắn, biển 29H48028-25. Đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2022, lăn bánh được 18 bạn. Và con này thì thưa quý vị các bạn đang bán với giá là chỉ có 379 triệu đồng. Động cơ máy dầu 2.5, mức tiêu thụ 8 lít rưỡi dầu trên 100 km. Dòng này đi thì cực kỳ ngoan luôn. Và chiếc xe này đã được trang bị nắp thùng ở đằng sau rồi. Xe cứng và các bác yên tâm nhá, đi dòng này khỏi chê luôn. Một chiếc Ford Ranger bản XL 2008, xe đẹp, biển 34C19698. Con này thì đang bán với giá là 210 triệu đồng. Vâng, lốp dày, xe cứng. Và con này là bản gầm thấp các bác nhá, đây là 210 triệu đồng. Đấy, bác nào thích xe giá rẻ bán tải đó, cứ gặp em Vũ Duy Ô Tô, đúng Ford luôn. Đúng giá chỉ có 210 triệu đồng ạ. Vâng, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. Một chiếc Ford Ranger bản XLS 2013, máy dầu nhập Thái, bản 2.2, số sàn, một cầu, biển 98C18953. Con này thì phải nói là độ chất thì có thừa luôn, xe thì cứng cáp. Và các bác nhìn này, đấy, form xe cực kỳ cao và cứng luôn nhá. Con này thì đang bán với giá là 398 triệu đồng. Đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. Xe đẹp, máy gầm chất luôn. Con này thì máy đã được làm rồi nhá các bác nhá. Và các bác về chỉ có việc đi thôi, xe không phải nghĩ ngợi gì luôn. Một chiếc xe mà bây giờ giá gì cũng bán, vâng, 65 triệu đồng chiếc Hyundai Starrex đời 2000. Và con này thì chất khỏi bàn luôn. Thùng gầm sàn, nội thất, ngoại thất quá đẹp luôn. Có mỗi cái vỏ ngoài trông hơi xấu xấu một chút thôi. Còn đâu là máy gầm thì ngon nhá các bác nhá, thùng cực rộng luôn. Mitsubishi Triton đời 2011, máy dầu nhập Thái bản 2.5. Con này thì đã rút hồ sơ rồi. Vâng, một chiếc xe số tự động 2 cầu. Và con này thì em bán được cái giá là 365 triệu đồng. Vâng, kỳ này thì nói với các bác là đăng kiểm rất nhiều xe vừa mới hết. Nên là bác nào mà cứ vào được xe nào mà quá đăng kiểm hết hạn rồi đó, thì bên em sẽ đăng kiểm mới cho các bác nhá, nên các bác yên tâm. Một chiếc Ford Ranger bản XLS 2016, máy dầu nhập Thái một cầu, bản 2.2, số tự động, biển 15C23181. Con này thì mới về thôi. Đấy, có nắp thùng cao, xe đẹp, máy dầu số tự động các bác nhá. Và giá này đang bán là 560 triệu đồng. Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. Nội ngoại thất thì đẹp, sơn si sạch sẽ bóng lộn luôn. Một chiếc xe biển 28A09622, một chiếc Innova 2016, form mới các bác nhá. Và cực kỳ mới luôn, xe đẹp. Đấy, các bác nhìn này, nội thất tươi rói rói luôn. Đấy, có số sàn, xe số sàn, cực đẹp luôn các bác nhá. Đấy, một chiếc Innova bản 2.0 số sàn đang bán với cái giá 465 triệu đồng con này. Đấy, 465 triệu đồng đấy các bác nhá. Một chiếc Mitsubishi Ranger đời 2009. Vâng, xe thì sản xuất tại Việt Nam, động cơ máy xăng 2.0 số sàn, biển 88A49171. Và con này thì đang bán với giá là 210 triệu đồng. Bên em thì có rất nhiều xe mà nói thật các bác là biển số lắm lúc không thể nhớ được. Nên là các bác nào mà xem thì các bác cứ chụp lại hình của xe, sau đó các bác gửi qua em, em sẽ gửi hình chi tiết hoặc video chi tiết cho xe cho các bác nhá. Một chiếc Toyota JGL 2005, động cơ máy xăng 1.8 số sàn. Con này thì biển 99A97432, biển Bắc Ninh ạ. Và em đang bán với cái giá là chỉ 186 triệu đồng chiếc xe này thôi. Vâng, một chiếc xe 8 chỗ ngồi rộng rãi, thương hiệu đến từ Toyota Nhật Bản, bền lành vô đối, đi 30 năm không bao giờ biết hỏng. Một chiếc Ford Everest đời 2006. Con này thì xe của bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, đồn biên phòng Móng Cái. Các bác ấy đi rất giữ gìn và đây là xe của bộ đội mà. Nên là nói thật các bác ấy chất thì khỏi bàn luôn. Xe cứng mà giá thì chỉ có 238 triệu đồng thôi. Có ngay một con máy dầu 2.5 số sàn. Xe này không mua thì thực sự là phí, chỉ có 238 triệu đồng. Nghe thì có vẻ là tưởng giá đắt nhưng thực sự là chất thì quá ok luôn.
Một chiếc Daewoo Super Salon đời 1996 nhập Hàn, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 98A07138 này em đang bán với giá 75 triệu đồng. Nhưng mà con này thì bác nào mua thì cứ vào đây trả giá là mua được luôn, không cần phải nói nhiều. Một chiếc Nissan Grand Livina đời 2011, một dòng xe 7 chỗ ngồi, động cơ máy xăng 1.8 số sàn, biển 470783, con này biển Đắk Lắk các bác nhá. Và chiếc xe này bán giá rất rẻ thôi, chỉ có 195 triệu đồng. Cam lùi, cam hành trình, trần 3D, da bọc rồi, máy thì chất thoải bàn luôn. 195 triệu đồng con xe màu xanh đẹp như thế này, không mua để làm gì. Bác nào ít tiền chơi con này cũng được này. Gầm cao máy khỏe Mitsubishi Pajero đời 2000. Vâng, con này thì biển Hà Nội 30A40765 nhá. Em đang bán cái giá rẻ dân mình luôn, chỉ có 115 triệu đồng chiếc xe này thôi. Vâng, các bác không nghe nhầm đâu, 115 triệu đồng. Đăng kiểm thì hết rồi nhá. Thì cái này bác nào mua thì khuyến mại cho các bác đăng kiểm. Cái đó là trách nhiệm ở bên em ạ. Vâng. Đây là các bác nào thích thì các bác cứ đến cửa hàng xem xe, ok phát thế là em đi đăng kiểm mới được các bác luôn. Một chiếc Nissan Grand Livina đời 2010, động cơ máy xăng 1.8 số tự động các bác nhá. Vâng, hàng hiếm thế này. Số tự động 7 chỗ ngồi. Xe thì xe của Nhật rồi, biển 30Z3198, và con này thì đang bán với giá chỉ có 245 triệu đồng thôi ạ. Đợt trước thì cái dòng Nissan Grand Livina này giá nó rất là cao, 260-270, nhưng mà đợt này thì xuống đến 245 triệu đồng. Đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2022, camera hành trình V2, có cam lùi, cam hành trình, rồi có màn hình các bác nhá. Xe cực đẹp luôn, giá thì cực rẻ, ok các bác. Một chiếc Ford Everest đời 2012 với động cơ máy dầu 2.5 số tự động. Con này là Everest bản cao nhất tại nhà em hiện thời điểm này các bác nhá. Biển 15A89787, và con này thì em đang bán với giá là 435 triệu đồng. Máy dầu số tự động các bác nhá, chứ không phải số sàn nên là giá nó hơi nhỉnh một chút. Tuy nhiên là giá này vẫn ok. Màu sơn bạc bắt mắt, xe thì đẹp và không có đâm đụng ngập nước, máy cầm còn chất luôn. Đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2022 và đang lăn bánh được hơn 15 vạn rồi. Đấy, xe đẹp như thế này không mua để làm gì. Một chiếc xe kiểu dáng rất là ok, một kiểu dáng bắt mắt và các bác nhìn này. Xe đẹp. Dạ vâng, kiểu dáng SUV gầm cao, máy khỏe ạ. Một chiếc Chevrolet Captiva đời 2009 với động cơ máy xăng 2.4 số tự động các bác nhá. À xin lỗi các bác, vâng, con này là số sàn. Vâng. Một chiếc xe số sàn Captiva đời 2009, nội thất thì tuyệt vời. Đấy, nội thất đẹp tươi luôn này. Đấy. Xe đẹp cứng cựa luôn, nhưng mà giá thì em bán rẻ giật mình luôn, chỉ có 215 triệu đồng. Vâng, các bác nghe không nhầm đâu, chỉ có 215 triệu đồng chiếc Captiva Chevrolet bản LT nhá. Vâng, giá rất rẻ luôn, 215 triệu đồng đời 2009. Một chiếc Mazda CX-5 công nghệ Skytip, vâng, đời 2017. Con này thì chất khỏi bàn rồi, 2017, Mazda CX-5, động cơ máy xăng 2.5 bản phun kịch với cửa sổ trời, máy gầm chất, con này đã rút hồ sơ rồi, cầm tay rồi. Đăng kiểm thì đến tháng... con này em khuyến mại đăng kiểm cho các bác luôn, vâng. Một chiếc xe đang giá chỉ có 720 triệu đồng các bác nhá, số tự động bản phun kịch 2.5. Ford Escape 2010, động cơ máy xăng 2.3 số tự động. Vâng, con này thì rất là đẹp luôn, biển 30A56891 vừa về xong. Con này thì em đang bán với cái giá chỉ có 299 triệu đồng thôi. Máy xăng 2.3 số tự động nhưng mà lại hai cầu các bác. Vâng, một chiếc xe bản hai cầu cực hiếm luôn các bác nhá. Hai cầu rất khỏe và lành. Một chiếc Chevrolet Orlando đời 2017, biển 88A394911. Con này thì là một chiếc xe 7 chỗ ngồi rộng rãi và yêu thương, động cơ máy xăng 1.8 số sàn, xe cứng và đăng kiểm còn dài, đăng tháng 6 năm 2023 và đang bán với giá là 380 triệu đồng. Một chiếc Honda CR-V đời 2013, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 15A68693. Con này thì em đang bán với cái giá là 565 triệu đồng. Vâng, cam lùi, cam hành trình ok hết. Nội thất da bò. Đấy, xe thì thiếu cái cửa nóc thôi, nhưng mà Honda CR-V thì con này là một con xe chất luôn đấy ạ. Vâng. Một chiếc Hyundai Santa Fe đời 2015 với động cơ máy xăng 2.4 số tự động, bản biển 15A31078 các bác nhá. Và con này thì đang bán với giá là 695 triệu đồng. Hyundai Santa Fe, vâng, 2.4 máy xăng. Một chiếc Honda CR-V bản cửa nóc full kịch và 2.4 CR-V đời 2014,
biển 15A15428 và đang bán với cái giá là chỉ có 646 triệu đồng thôi. 646 triệu đồng chiếc xe Honda CR-V bản full kịch này rồi. Cảm biến lùi tiến vây quanh xe, cam hành trình, cam lùi có hết rồi, tất cả các trang bị đầy đủ hết rồi. Một chiếc Mitsubishi Rolly, vâng, hàng hiếm luôn. Rolly đời 2005, gần như là đời cuối rồi, bản máy xăng 2.0 MPA số sàn. Con này thì biển 34A11028 nhá, và chiếc xe này đang bán với giá là 142 triệu đồng. Vâng, rất rẻ xong tầm giá luôn. Một chiếc Toyota Fortuner máy xăng động cơ 2.7 biển 14A05529. Đây là một chiếc xe bản máy xăng một cầu số tự động. Và con này thì đang bán với cái giá rẻ giật mình luôn. Vâng, 2013 động cơ máy xăng. Và con này thì đang bán với cái giá, để xem nào, con này là 539 triệu đồng ạ. Vâng, 539 triệu đồng chiếc Fortuner này. Một chiếc Kia Carem bản phun kịch cửa nóc đời 2010, động cơ máy xăng 2.0 số sàn, biển 99A07622, và con này đang bán với giá là 245 triệu đồng. Một chiếc Fortuner máy dầu 2010 vừa về cửa hàng, biển 14A20097. Vâng, hàng hiếm hàng ngon đây, động cơ máy dầu 2.5, xe đẹp màu xám bạc đạn cực kỳ nét luôn nhá. 2.5 số sàn một cầu, máy dầu zin cả xe. Con này đang bán với giá là 485 triệu đồng. Giá rẻ giật mình luôn ạ, 485 triệu đồng. Một chiếc Ford Everest đời 2011, động cơ máy dầu 2.5 số tự động, biển 14A03279. Con này đang bán với giá là 393 triệu đồng. Chỉ 393 triệu đồng thôi ạ. Các bác không nghe nhầm đâu. Đợt này dòng Ford Everest bên em bán rất rẻ, nên là bác nào thích Everest cứ qua cửa hàng em. Một chiếc Kia Carrera đời 2011, động cơ máy xăng 2.0 số tự động các bác nhá. Con này thì lốp này hết hơi rồi, tí em bơm lên. Biển 15A30299, và con này thì đang bán với giá là 298 triệu đồng. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Con này thì phun kịch cửa rồi, hiện đại, option nhiều. Đấy, cửa sổ trời, máy 2.0, tiết kiệm và cũng rất là lành. Một chiếc Hyundai Santa Fe đời 2006, xe đẹp, biển 34A37790. Đây là một chiếc xe Santa Fe bản MLX số tự động, bản 2.2 máy dầu số tự động nhá. Và bên em bán giá là 375 triệu đồng con này. 375 triệu đồng chiếc Hyundai Santa Fe này thôi, chất cực kỳ luôn các bác nhá. Vâng, con này thì bao cam kết test thoải mái cho các bác luôn, hãng ok. Một chiếc Toyota Innova đời 2014, động cơ máy xăng 2.0 số sàn, biển 14A55009. Con này thì chất khỏi màn luôn, form cứng, và chiếc xe đang bán với giá 365 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe 8 chỗ ngồi, nội ngoại thất rộng rãi, xe đẹp, cứng cựa và giá chỉ có 365 triệu đồng thôi ạ. Một chiếc Toyota Camry đời 2000, vâng, đầu 2000 bạc đạn, biển Hải Phòng. Con này đã rút hồ sơ rồi, nội ngoại thất thì ghế nỉ còn zin nguyên, xe đẹp cứng luôn đấy các bác nhá. Động cơ máy xăng 2.2 số sàn, và chiếc xe này em đang bán với cái giá là 188 triệu đồng. Vâng, các bác nghe thì thoạt tưởng là đắt, nhưng mà thực sự là đắt tiền nào của đấy thôi, chất thì khỏi phải bàn luôn. Xe này đi ít mà nói chung là dành cho các bác có điều kiện, gọi là bây giờ muốn hưởng thụ thôi. Đi những mẫu xe cổ cổ này rất là hay. Vâng, Camry đời 2000, xe cứng đẹp luôn đấy ạ. Một chiếc Accent, con này biển 34A55722. Vâng, xe rất đẹp và máy gầm thì rất là chất luôn. Và bên em thì con này thì khách cọc thôi. Một chiếc Deula Setti đời 2009, nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ máy xăng 1.6 số tự động, biển 14A45198, và đang bán với giá 218 triệu đồng. 218 triệu đồng các bác nhá. Vâng. Một chiếc Chevrolet Cruze đời 2010, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 14A07164, và con này thì đang bán với cái giá là 225 triệu đồng. 225 triệu đồng chiếc này đấy ạ. Một chiếc Deula Setti đời 2009, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 15A07444, và con này đang bán là 152 triệu đồng. Con này thì bác nào mà tập lái tập đi rồi, các bác nào mà muốn chạy dịch vụ cũng được. Dòng này đi rất là lành luôn. La Setti Việt đấy ạ. Biển con này thì đăng kiểm còn dài đến tháng 10 năm 2022. Một chiếc Camry đời 2003, nhập Canada, số tự động. Con này thì đẹp rồi, biển 14A14543, và con này thì đang bán với giá là 265 triệu đồng.
Vâng, 265 triệu đồng chiếc Camry đời 2003 bản 2.4G các bác nhá. Vâng, giá rất rẻ, xe rất đẹp luôn. Chiếc Honda Civic đời 2007 máy xăng 1.8 số tự động này thì đã bán rồi, khách cọc rồi, đã rút biển này. Thì đang đợi chờ rút biển cho khách thôi. Một chiếc Honda Civic đời 2011. Vâng, động cơ máy xăng 1.8 số tự động biển 15A01015, con này đang bán với giá là 345 triệu đồng. Xe đẹp, máy gầm chất, con này thì bản 1.8 các bác nhá, không phải bản 2.0 đâu. Đấy. Một chiếc Toyota Corolla Altis đời 2010, động cơ máy xăng 2.0 số tự động biển 15A09623. Altis rất đẹp luôn nhưng mà giá thì chỉ có 375 triệu đồng ạ. Vâng, giá rất rẻ trong tầm giá luôn. Cam hành trình, cam lùi có hết, option full đầy đủ luôn. Và chiếc xe này thì giá chỉ có 375 triệu đồng. Một chiếc Camry đời 2013, động cơ máy xăng 2.0 số tự động. Vâng, biển 99A35979, và con này đang bán với giá là 559 triệu đồng. 559 triệu đồng chiếc xe Camry rồi các bác nhá, rất rẻ so tầm giá rồi. So thị trường thì con này rẻ hơn được 30 triệu. Vâng. Một chiếc Mazda 3S, vâng. Con này thì bản Mazda 3S sản xuất 2014, một mẫu xe thể thao trông đẹp như Porsche. Vâng. Giá thì đời 2014, động cơ 1.6 số tự động, biển 20A16544, con này đang bán là 393 triệu đồng. Chỉ 393 triệu đồng các bác nhá, rất rẻ thôi. Vâng. Một chiếc Toyota Camry đời 2012, động cơ máy xăng 2.4 số tự động, biển 15A05365, Camry bản 2.4G. Con này thì đang bán với giá là 545 triệu đồng. Vâng, xe đẹp thì tất nhiên là giá nó sẽ hơn một chút rồi. Được cái nội ngoại thất thì khỏi về bàn luôn, chất thì không nói, mà con này thì bản Việt nhưng mà đồ nhập khẩu hoàn toàn luôn. Một chiếc Camry đời 2010, động cơ máy xăng 2.4 số tự động, biển 15A66892, biển siêu VIP rồi. Vâng, con này thì đang bán với giá là 448 triệu đồng. Một chiếc Kia Rio đời 2013 với động cơ máy xăng 1.4 số tự động, bản nhập khẩu, biển 15A40298, con này đang bán với giá là 350 triệu đồng. Kia Rio là một cái dòng xe mà option thì đúng là người ta không nghĩ đến là nó nhiều như vậy, mà con này lại có cam lề, cam lùi, rồi cam hành trình đầy đủ luôn nhá. Xe đẹp như thế này không mua thì để làm gì, thực sự là phí luôn. Một chiếc Mazda 3 2015, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, đã rút hồ sơ rồi. Con này thì đang bán với giá 475 triệu đồng ạ. Vâng, giá rất rẻ so với tầm giá của dòng Mazda hiện thời điểm này. Một chiếc Toyota Vios, con này thì bản nâng nhưng mà phải nói thực sự là quá đẹp luôn, xe cứng cáp đi chất. Đấy, la răng đúc thể thao 6 chấu, biển 14A06445, con này thì bản 1.5 số sàn. Đăng kiểm thì còn dài đến tháng 1 năm 2023, và con này đang bán với cái giá là 175 triệu đồng chiếc Vios này thôi, chỉ 175 triệu đồng nhá. Vâng, các bác không nghe nhầm đâu. Xe đẹp cứng như này nhưng 175 triệu đồng. Chevrolet Cruze đời 2013, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 88A17299, đang bán với giá là 265 triệu đồng. Vâng, 265 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Một mẫu Cruze quá là đẹp luôn, 262 triệu đồng đời 23. Kia Cerato đời 2021, bản máy xăng 2.0 số tự động, biển 15A95865. Con này thì đẹp xuất sắc luôn, giá thì 645 triệu đồng, 645 triệu đồng trước này các bác nhá. Một chiếc Toyota Vios bản G 2018, động cơ máy xăng 1.5 số tự động. Vâng, con này một chủ từ mới, biển 15A41438, và chiếc xe này đang bán giá là 483 triệu đồng. Chỉ 483 triệu đồng chiếc xe này thôi ạ. Một chiếc Kia Morning rất là đẹp luôn. Con này vừa về cửa hàng, biển 14A21185, đăng kiểm thì còn đến tháng 6 năm 2023. Nội thất xem nào, ái chà chà, còn zin luôn các bác. Nội thất còn zin như mới luôn này. Xe đẹp cứng luôn, số tự động nhá, bản đủ, số tự động bản đủ. Và con này là 2016, và chiếc xe này đang bán với giá là 318 triệu đồng. Một chiếc Ford Fiesta đời 2018, động cơ máy xăng 1.5 số tự động, biển 14A29859, và con này đang bán với giá là 428 triệu đồng. Vâng, chỉ 428 triệu đồng ạ. Bên em thì có rất nhiều xe, tạm thời trong nhà để không hết thì phải chuyển ra ngoài bãi này. Vâng.
Một chiếc Kia Rio đời 2013 màu đỏ nhập Hàn, máy xăng 1.4 số tự động, biển 14A09024, và con này đang bán giá là 365 triệu đồng. Đấy, xe cực đẹp mà giá lại cực chất luôn. Một chiếc Accent 2018 động cơ máy xăng 1.4 số tự động, biển 14A31150 và đang bán với giá 455 triệu đồng. 455 triệu đồng các bác nhá. Hyundai i10 đời 2016 nhập Ấn, máy xăng 1.0 số sàn. Con này thì rất là đẹp luôn, màu sơn trắng, la răng đúc, rồi máy gầm chất. Đăng kiểm thì còn dài đến tháng 12 năm 2022, nội thất ghế còn zin nguyên bản, màn hình Android. Và giá của chiếc xe này là 240 triệu đồng. 240 triệu đồng chiếc i10 form mới này nha các bác nhá, rất rẻ luôn. Mazda 3 đời 2018 động cơ máy xăng 1.6 số tự động, biển 14A37654, và con này đang bán với giá là 545 triệu đồng. Vâng, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023, 545 triệu đồng chiếc này. Hyundai Grand i10 2019 động cơ máy xăng 1.2 số sàn bản đủ. Con này đã rút hồ sơ rồi và chiếc xe này thì đang bán với giá là 309 triệu đồng. Vâng, chỉ 309 triệu đồng, full option nhá, cam lùi, cam hành trình, cam lề đầy đủ luôn, xe cứng. Một chiếc Ford Laser đời 2004 bản Kia full kịch, một máy 1.8 động cơ tự, máy xăng 1.8 số tự động, biển 15A36236, và con này thì đang bán với giá 179 triệu đồng. Nội thất còn zin nguyên, máy gầm chất, xe cứng và nói chung là không chê được cái gì luôn. 179 triệu đồng. Hyundai Elantra đời 2018 động cơ máy xăng 1.6 có turbo, biển 14A64102. Con này thì đẹp thôi rồi, và con này thì đang bán với giá là 598 triệu đồng. Vâng, xe đẹp như này các bác ạ. Vâng, 598 triệu đồng. Một chiếc Hyundai i10 đời 2005 động cơ máy xăng 1.2 bản full số tự động, biển 18A24446, và con này đang bán với giá là 328 triệu đồng. Một chiếc xe số tự động bản full 1.2. Ford Fiesta đời 2011 động cơ máy xăng 1.6 số tự động, biển 15A88596, và con này đang bán với giá 259 triệu đồng. Một dòng xe rất là bền lành, xe cứng, thương hiệu đến từ Ford Mỹ nha các bác nha. Vâng, đầy đủ tiện lợi hiện đại luôn, đăng kiểm còn dài. Một chiếc Toyota Vios đời 2020 động cơ máy xăng 1.5 số sàn, biển 26A103403, và con này đang bán với giá là 439 triệu đồng. 439 triệu đồng chiếc Vios đời 2020 này nha các bác nha. Một chiếc Kia Morning Van biển 29D04834. Vâng, con Morning Van này đời 2013 rồi. Xe đẹp không lỗi lầm luôn, không có đối thủ, và chiếc xe này thì đang bán giá là 228 triệu đồng. 228 triệu đồng chiếc Kia Morning Van này. Một chiếc Mitsubishi Lancer Fortis 2009 nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ máy xăng 1.8 số tự động, và con này có bản turbo nhá, máy độ turbo, gảy số vô lăng xịn sò luôn. Bản thể thao ra mà chiếc xe này thì đang bán với giá rẻ giật mình luôn, 315 triệu đồng. 315 triệu đồng chiếc xe đấy ạ. Một chiếc Hyundai Grand i10 bản sedan. Vâng, con này hàng cũng hiếm vừa về. Về được 4 hôm rồi. Chiếc xe này thì đời 2018 động cơ máy xăng 1.2. Vâng, 1.2 nhá các bác nhá, số sàn. Chiếc xe này thì đang bán giá là 288 triệu đồng. Một chiếc Kia Morning màu vàng cực đẹp luôn, 2016 động cơ máy xăng 1.25 số sàn, biển 90A10375, và em đang bán chiếc xe này với cái giá rẻ giật mình, chỉ 215 triệu đồng con này thôi. 215 triệu đồng chiếc Morning với gần như là full kịch đồ rồi. Vâng. Một chiếc Deulacetti nội thất ghế nỉ còn zin nguyên, cực đẹp luôn. 2005 động cơ máy xăng 1.6 số sàn, và con này đang bán giá 118 triệu đồng. Xe dành cho gia đình luôn, biển 17A05747. Vâng, 118 triệu đồng chiếc xe này. Một chiếc Kia CD5 đời 2005 động cơ máy xăng 1.3 số sàn, nhập Hàn, biển 18A84004383, và con này thì đang bán với cái giá là 69 triệu đồng. Đấy, 69 triệu đồng con này thôi, rẻ cực kỳ luôn. Vâng, nhưng mà xe nó chất, máy gầm chất chát, khỏi phải chê luôn.
Camry 2.4G đời 2005, động cơ máy xăng 2.4, và con này thì sử dụng hộp số sàn biển 15A25272, và con này đang bán với giá là 278 triệu đồng. Chevrolet Spark đời 2011, động cơ máy xăng 0.8 số sàn biển 34A30010, con này đang bán với giá là 95 triệu đồng. Daewoo Matiz đời 2006, nhập Hàn, máy xăng 0.8 số tự động 135 triệu đồng. Đăng kiểm đến tháng 8 năm 2022, một mẫu xe số tự động nha các bác nhá, xe đẹp luôn, màu đỏ bắt mắt luôn và giá thì mềm luôn. Kia Morning 2015, động cơ máy xăng 1.25 số tự động. Con này thì máy số zin, xe đã tháo biển, biển 24A05023, con này đang bán giá là 288 triệu đồng. Một chiếc Elon SC515RV 2011, động cơ máy xăng 1.5 số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc, biển 15A30987. Con này thì đang bán với giá là 115 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đầy đủ cam lùi, cam hành trình, nội ngoại thất điều hòa mát lạnh luôn nữa các bác nhá. Morning đời 2017, động cơ máy xăng 1.2 số sàn. Con này đã rút hồ sơ rồi và giá là 210 triệu đồng. Đấy, 2017 nhưng mà chỉ có 210 triệu đồng ạ. Morning đời 2012, động cơ máy xăng 1.0 số tự động, nhập Hàn, biển 15D01442, và con này đang bán giá là 215 triệu đồng. Hyundai Grand i10 đời 2019, bản máy xăng 1.2 số sàn, giá 305 triệu đồng, đã rút hồ sơ rồi, biển 99A28184. Một chiếc Daewoo Matiz và biển 15A07767, con này thì bên em đang để làm công vụ, xe đẹp nhưng mà giá chỉ có 135 triệu đồng thôi. Đời 2007, đăng kiểm còn dài đến tháng 9 năm 2022. Máy gầm chất số tự động các bác nhá. Vâng, và con này vừa hôm qua chắc là cắm một đinh đâu đấy, phải thay lốp kìa. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên. Một chiếc Hyundai Grand i10 2017, động cơ máy xăng 1.0 số sàn, nhập Ấn. Và con này thì đang bán với cái giá là 265 triệu đồng. Một chiếc Daewoo Lubina đời 2002, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 14L8045, con này đang bán giá 68 triệu đồng. Mẫu xe đẹp như thế này mà có 68 triệu này các bác này. Em lại quay quanh cho nó cái cho các bác nhìn nó thích nhá. Vâng, 68 triệu đồng chiếc Daewoo Lubina 2 này. Đẹp như này không mua ở để làm gì. Một chiếc Merlin 2012 nhập khẩu, động cơ máy xăng 1.0 số tự động, biển 78D0083. Con này thì đang bán với cái giá là chỉ có 220 thôi. 2012 xe nhập bản Merlin Van nhá, giá là 220 triệu. Merlin 2009, động cơ máy xăng 1.0 số tự động, nhập Hàn, biển 29A37286, và con này cũng đang bán với giá 210 triệu đồng. Một chiếc Chevrolet Spark 2016, động cơ máy xăng 1.0 số tự động các bác nhá, và đang bán với giá là 252 triệu đồng, biển 30H32235. Bên em thì có rất nhiều xe, thế nên là các bác mà xem đến chiếc nào thích, chiếc nào các bác chụp hình lại xong các bác gửi qua Zalo cho em. Chevrolet Spark Van 2011, động cơ máy xăng 1.0 số tự động, nhập Hàn, động biển 29D10149, đang bán với giá 155 triệu đồng. Hyundai i10 2015, động cơ máy xăng 1.0 số sàn, biển 15A20420, đang bán giá 215 triệu đồng. Một chiếc Yamaha nhập khẩu nguyên chiếc, biển 15A06032. Con này số tự động nhá, bản 1.5 số tự động đời 22, giá chỉ có 179 triệu đồng chiếc Yamaha thôi ạ. 179 triệu đồng các bác nhá. Một chiếc Chevrolet Spark 2013, biển 15A09621. Xe đẹp, không chê được câu nào. Vâng, máy gầm chất, tiết kiệm, động cơ 1.0 số sàn, con này là số tự động. Con này thì em đang bán với cái giá là chỉ có 218 triệu đồng ạ. Con này thì khách đã cọc rút hồ sơ rồi nên là em sẽ không báo giá nữa. Một chiếc Toyota Yaris đời 2013, động cơ máy xăng 1.5 số tự động, nhập Thái. Con này zin cả xe, biển 15A44578, và đang bán với giá 365 triệu đồng chiếc Yaris này. Chevrolet Spark Van đời 2011, động cơ máy xăng 1.0 số sàn, biển 29D00322, và con này đang bán giá 95 triệu đồng. Một chiếc Merlin Van 2012, biển 29D04719, và con này giá khoảng 225 triệu đồng.
Đấy, xe này thì là khách cọc rồi các bác nhá. Vâng. Một chiếc Marlin đời 2011 biển 34A57942 nhập khẩu Hàn Quốc, số tự động. Vâng, con này bản 5 chỗ biển và con này thì đang bán giá 275 triệu đồng chiếc Marlin này ạ, 275 triệu đồng. Một chiếc Honda Accord cực hiếm luôn, đời 93, chính chủ một chủ từ tỉnh Thái Nguyên, nhập khẩu nguyên chiếc luôn nha các bác nhá, nhập Nhật. Biển 20A10798, dòng này thì đi rất bền lành, chạy ở mầm luôn, đóng cao tốc 140 cây không vấn đề gì. Và con này thì đang bán với giá là 75 triệu đồng. Vâng, 75 triệu đồng chiếc xe này nhá các bác nhá. Bác nào thích thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm nghiệm luôn. Bên nhà em thì có rất nhiều xe tháo hồ cho các bác xem. Con biển 16959 này thì hôm qua khách cọc rồi, Mazda BT50 khách đã cọc. Chiếc này một chiếc xe Hyundai Grand i10 2016 biển 15A19160, động cơ máy xăng 1.0 nhập khẩu Ấn Độ nha các bác nhá. Và con này thì đang bán với cái giá là 215 triệu đồng. Bên này cũng có một con nữa cũng 215 triệu đồng này, hai con này như nhau nha các bác nhá. Hai chiếc này như nhau. Hyundai Tucson thì khách cọc rồi và bây giờ để ở đây để chờ hồ sơ thôi. Traveler Spark 2014 nhập con này cũng cọc rồi, cọc hôm qua. Vâng. Cerato cọc 2 ngày trước. Đấy. Tất cả xe ở cái chỗ này thì em đang để chờ cọc các bác nhá. Innova 2006 khách để nhờ. i10 2017 cọc rồi. Đây cũng cọc rồi. Một chiếc Nissan Navara 2019, con này đẹp nhưng đã cọc. Đây em có hai chiếc Matiz, một chiếc SE 2008 động cơ máy xăng 0.8 số sàn, biển 26A02102 và con này thì đang bán với giá 79 triệu đồng. Còn chiếc biển Hà Nội 30F4765 này thì em đang bán với giá 58 triệu đồng nhá. 58 triệu đồng chiếc xe này thôi. Đấy, 58 triệu đồng. Xe rẻ ở đâu chứ ở chỗ em thì cái gì cũng có thể xảy ra. Vâng, xe rất là đẹp luôn. Đấy, 58 triệu đồng con này. Chiếc này thì em đang để hoàn thiện hồ sơ nên là chưa đăng bán nữa các bác nhá. Bác nào quan tâm thì có thể xem sau. Vâng, xe vừa về nhà xong, bác chủ đổi xe cho bên nhà em và bác ấy để lại cho con này. Toyota Innova đời 2013, động cơ máy xăng 2.0 số sàn, biển 15A35546, giá 325 triệu đồng. Đấy, 325 triệu đồng chiếc xe này nhá các bác nhá. Đấy. Ngoài ra ở ngoài bãi này thì em có khoảng 40 con nữa. Thì bác nào quan tâm đã bảo rồi, các bác cứ chụp ảnh lại xong gửi qua Zalo cho em nhá. Từ nãy live stream giờ thì có rất nhiều bác đang gửi báo giá rồi. Đấy. Các bác xe thì bên nhà em có những con thì khách cọc và có những con thì chưa em báo giá cho từng chi tiết từng xe một. Thì các bác nào yêu thích chiếc xe nào các bác cứ chụp hình xong gửi qua Zalo 0869158926. Em Vũ Duy Ô Tô có địa chỉ tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhá. Rất vui được các bác đến ghé thăm. Marlin 2011 động cơ máy xăng 1.1 số tự động. Con này thì biển 89A13728 và đang bán với cái giá là 228 triệu đồng. 228 triệu đồng chiếc này ạ. Vâng. Một chiếc Kia Morning bản SLX 2010 đăng ký 2012, động cơ máy xăng 1.0 số tự động biển 14A04268 đang bán với giá là 218 triệu đồng. Một chiếc Morning đỏ ạ. Một chiếc Morning màu vàng 2008 đăng ký 2009 nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ máy xăng 1.0 số tự động và biển 15A12243. Con này em đang bán với giá là 189 triệu đồng. Nói chung là tiền nào của đấy giá nào cũng có. Thế nên các bác cứ thích thì các bác qua xem xe thôi ạ. Vâng. Một chiếc Kia Morning Van 2012 nhập khẩu, độ la răng rất nhiều đồ chơi và con này đang bán với giá 220 triệu đồng đời 2012 các bác nhá. Một chiếc Hyundai Getz 2009 động cơ máy xăng 1.1 số sàn nhập Hàn, con này thì đẹp thôi rồi. Biển 15A46099, ghế nỉ còn nguyên zin nữa các bác ạ. Và chỉ có 135 triệu đồng thôi. Giá rẻ giật mình luôn đấy ạ. 135 triệu đồng chiếc xe này. Đấy. Chiếc Kia Carrera bản SX này thì bên nhà em vừa về, chưa dọn dẹp nên là chưa có báo giá các bác nhá. Vâng, bên em thì xe đợt này khách cọc cũng rất là nhiều. Nói chung là các bác ở tỉnh xa thì các bác hầu như là cọc hết, sau đó thì chuyển xe đến tận nhà. Còn các bác ở tỉnh gần thì các bác có thể là đến xem xe thôi ạ. Mazda 3S đời 2013 nhập con này nhập Việt rồi. Bản máy xăng 1.4 số tự động cửa nóc luôn, biển 14A48459 và đang bán với giá là 379 triệu đồng. Đẹp như này nhưng chỉ 379 triệu thôi các bác ạ. Vâng. Rất nhiều xe giá rẻ cho các bác luôn. À, một chiếc Mitsubishi Xpander đời 2018. Con này màu đen,
rất đẹp luôn. Về cửa hàng được 4 hôm rồi, biển 22A08792. Bác nào thích cái dòng Xpander nhập Indo này thì nhanh tay xích ngay con này. Con này bản số tự động 1.5 và giá thì cũng chỉ có 546 triệu đồng thôi. Nếu các bác trả góp thì bỏ ra khoảng 200 thì các bác sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Vâng, cực đẹp và giá lại cực mềm, xe thì cứng bao zin toàn bộ luôn, một chủ từ mới tỉnh Tuyên Quang nhá các bác nhá. Fortuner đời 2013, động cơ máy xăng 2.7. Vâng, một chiếc xe số tự động nhá, biển 14A09437 và đang bán với cái giá là 535 triệu đồng. Con này vừa về cửa hàng không, số tự động mà giá lại rất là mềm. Vâng. Chiếc này thì khách cọc rồi, biển 98A26677 này. Vâng, Isuzu D-Max 2009 số tự động, màu nâu, khách cọc chờ xem xe. Một chiếc Forerunner mới về cửa hàng 2010, bản Wildtrak XLT 2010, động cơ máy dầu 2.5, số sàn 2 cầu. Vâng, con này thì rất là đẹp luôn, giá 308 triệu đồng các bác nhá. 308 triệu đồng chiếc này. Đấy. Còn chiếc XLS này thì vừa về cửa hàng xong, chưa có dọn dẹp gì cả nên là em chưa có báo giá cho các bác nhá. XLS vừa về cửa hàng xong. Bên em thì xe cũng khá là nhiều, đợt này thì hầu như là khách người ta tỉnh xa là các bác hay lựa chọn đặt hàng và chuyển đến tại nhà luôn. Một chiếc Forerunner XLS 2015 nhập Thái, máy dầu một cầu bản XLS 2.2, số tự động, biển 35C1159 và con này đang bán với giá 485 triệu đồng. Đấy, 2015 mà giá là chỉ có 485 triệu đồng ạ. Một chiếc Mitsubishi Triton vừa về xong, 88C20751 các bác nhá. Con này thì đẹp cứng cựa, em cũng đã làm video chi tiết rồi. Số tự động một cầu, xe cứng cáp luôn, có màn hình OLED rồi, tất cả các trang bị chức năng của xe thì ok. 2017 nhập Thái, máy dầu 2.5, số tự động, 512 triệu đồng các bác nhá. Vâng, những bác nào mà quan tâm đến chiếc xe nào tại bãi của Vũ Duy Ô Tô thì mời các bác qua xem xe và thẩm nghiệm. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Và các bác đừng quên cho em xin một nút like cũng như động lực để chia sẻ nhiều video hơn tới mọi người. Đấy, cảm ơn các bác. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô. Đấy, bên em Vũ Duy Ô Tô thì chuyên lằng nhằng khù khoằm rồi. Xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.